Thưa quý vị, cùng với Quảng Điền, thành phố Huế trở thành địa phương thứ hai nâng cấp độ dịch lên mức 3, nguy cơ cao. Chính vì vậy, việc áp dụng các biện pháp tăng cường để kiểm soát dịch COVID-19 là yêu cầu cấp bách. Tại các điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Huế, nhìn chung, việc tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương đã được chủ các cơ sở thực hiện khá tốt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khi đủ số lượng khách quy định, quán chủ động từ chối phục vụ, chỉ bán mang về. Một khách hàng trước khi vào quán đều được hướng dẫn quẹt mã QR, kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay. Các biện pháp phòng dịch được triển khai tại cơ sở kinh doanh này đã được tăng cường hơn. Ngay khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, chủ động phòng chống dịch để cơ sở kinh doanh có thể hoạt động hiệu quả hơn, vừa để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng, nhân viên và góp phần cùng cộng đồng sớm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tụi em thực hiện theo văn bản của chính phủ, thứ nhất là tụi em chỉ phục vụ dưới 20 người trong cùng một thời điểm, giãn cách các bàn, sử dụng côn và các công cụ bảo vệ. Thứ hai nữa là khi khách ra vào quán thì kiểm soát thông qua quẹt mã qua ứng dụng S. Theo ghi nhận, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Huế đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, nhưng 100% nhân viên của quán đều đeo khẩu trang, giảm công suất hoạt động của quán xuống 50% và không quá 20 khách hàng. Khoảng cách giữa các bàn được giãn cách 2 mét. Dù biết như vậy sẽ giảm doanh thu, tuy nhiên việc đảm bảo sức khỏe cho mọi người vẫn là trên hết, nên quản lý các nhà hàng vẫn rất vui vẻ thực hiện. Dịch bệnh sớm qua đi để việc kinh doanh trở lại bình thường. Đó là hy vọng lớn nhất của các hộ kinh doanh ngay lúc này. Đồng thời, việc tuân thủ các quy định phòng dịch của các cơ sở kinh doanh cùng phần nào mang đến cảm giác yên tâm cho khách hàng khi đến ăn uống tại quán. Tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng nên nhà hàng chúng tôi luôn đảm bảo về quy chuẩn 5K là kháng khuẩn, khẩu trang và đo thân nhiệt, quét mã QR của khách từ ngoài nhà xe vào trong bàn và bàn giãn cách bàn 2 mét. Công suất phục vụ của nhà hàng thì luôn đảm bảo 50% công suất. Một lượt khách chỉ được nhận 20 người. Em cảm thấy đi ăn ở đây là cảm thấy rất là an tâm. Tại vì từ cửa vào là các bạn đã hướng dẫn em quét mã QR, xịt nước rửa tay và đo thân nhiệt. Vào ăn ở đây là các bạn cũng được giãn cách 2 mét để đảm bảo an toàn. Nên em thích đi ăn ở đây. Sự chủ động của các hộ kinh doanh đã thể hiện tinh thần cao độ trong phòng chống dịch của người dân Thừa Thiên Huế. Hạn chế số lượng khách ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các cơ sở kinh doanh cũng như việc làm của hàng trăm lao động. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, thì đây là việc làm rất cần thiết, phù hợp để chung tay cùng với cộng đồng ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh, sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh trong toàn tỉnh.